sự thông minh của con người á, cái sự ghi nhớ thông tin của con người á, nó nằm ở đâu ạ? Số lượng liên kết neuron mà chúng ta tạo ra, đó là khoa học, tiềm năng não bộ con người không giới hạn. Chẳng qua chưa có phương pháp học đúng. Thế trung tâm Andrew Wiggins thì có một cái sứ mệnh, đó là thay đổi phương pháp học tiếng Anh của các học sinh Việt Nam theo một cái phương pháp học tư duy mới, rút gọn đến 80% thời gian học. Thì giới thiệu các bạn là ngày xưa là thầy cũng là một học sinh rất là tệ tiếng Anh. Lớp 11 mà gặp người bản địa không biết chỉ đường. May mắn là được đi du học và học bổng ở thành phố Đà Nẵng, đi học ở Manchester. Thầy phải lấy IELTS trong một tháng. Khi đó mình phải tìm hiểu phương pháp học tối hơn. Thì thầy đã vô tình bắt gặp NLP. Ở đây bạn nào biết NLP, lập trình tư duy não bộ đó, Neuro Linguistic Programming. Và sau đó lấy IELTS trong một tháng các bạn. Cho thầy hỏi thông thường các bạn học từ vựng là theo kiểu gì ta? Và chia sẻ là mình ghi động từ, danh từ hay là gì đó, tính từ và mình ghi nghĩa của nó đúng không ạ? Đa số các bạn sẽ học như vậy. Nếu mà phương pháp như vậy á, thì chúng ta sẽ không giao tiếp tốt. Bây giờ thầy hỏi các bạn rằng là khi các bạn giao tiếp bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, các bạn nói thêm một từ hay thêm một câu các bạn, nhưng bản chất là bạn học từ vựng, học nghĩa của từ. Như vậy thì chúng ta sẽ xảy ra trường hợp gì ạ? Chúng ta dịch trong đầu. Thứ hai nữa là chúng ta học ngữ pháp, chúng ta học những công thức, nó sẽ làm chúng ta nói chậm lại. Rồi chúng ta phải ghép những quy tắc ngữ pháp vào. Mình sẽ phải làm gì? Mình phải học theo câu. Ở đây bạn nào từng làm như ngày xưa ta, mình học tiếng Anh theo kiểu tiếng Việt, ví dụ học table, mình viết chữ table hình bồ, nhưng chúng ta biết là bình địa giơ tay nè. À, rồi các người dũng cảm, các bạn cho các bạn này dũng cảm một trăm khóa tay à? Hầu như ai cũng vậy đó đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ làm cho mình bị hại tiếng Anh đúng không ạ? Vì trong tiếng Anh có bao nhiêu âm? Chúng ta có 44 năm đúng không ạ? Các bạn sẽ học bản chuyên âm IPA. Sự thông minh của con người á, sự ghi nhớ thông tin của con người á, nó nằm ở đâu ạ? Số lượng liên kết neuron mà chúng ta tạo ra, đó là khoa học, tiềm năng não bộ con người không giới hạn. Chẳng qua chỉ có phương pháp học đúng. Hai cái TV màu, TV đen trắng, các bạn thích TV nào ạ? Như vậy cái não bộ chúng ta vẫn phải có nhiều màu sắc. Các bạn sẽ cố gắng học thêm nhiều màu sắc vào. Bút highlight rồi đó là chúng ta sẽ tự nhiên thông minh hơn. Nhớ được bài nhanh hơn. Não bộ chúng ta hoạt động bằng hình ảnh. Vậy thì có thêm nhiều hình ảnh là càng tốt. Chúng ta nên học một nhóm từ với nhau. Hy vọng là các bạn chú ý lắng nghe và có thể ứng dụng vào bản thân của mình.